Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác một chiếc xe đạp đua Java hiệu của Ý, được trang bị group Shimano Sora. Và bây giờ em sẽ quay chi tiết chiếc xe đạp này cho các bác xem nhé. Như các bác có thể nhìn thấy, đây là chiếc xe đạp đua hiệu Java của Ý, Shimano Sora. Xe được trang bị một cái group full Sora, khung nhôm toàn bộ, càng nhôm rất là chắc chắn. Và bây giờ em sẽ quay chi tiết của chiếc xe này về cấu hình của nó gồm những cái gì. Đây, như các bạn này có nhìn thấy là cái công nghệ nhôm là aluminum pro, aluminum là nhôm, pro là chuyên nghiệp, technology là công nghệ. Đấy, công nghệ gọi là nhôm, khung nhôm xe đua của hãng Java Ý. Về phần trang bị của cấu hình của xe thì được trang bị một full một cái group Shimano Sora. Đây là về cái phần, những cái phần này là nó chạm vào những cái ấy do rèn luyện một thời gian rồi, qua dùng rồi. Full Shimano Sora của Sora các bác nhá, từ gạt đĩa, đùi đĩa rồi bộ đè, tất cả là lip tiếp là còn khá là tốt và đang trong một tình trạng hoạt động là hoàn hảo. Rất là bon. Sora này thì nó có trang bị là 9 nít, 2 đĩa. Đấy. Về phần nước sơn thì có một vài vết xước nhỏ nhỏ. Xe qua dùng thì không tránh khỏi. Còn về cơ bản phần lớn của khung thì là không có nước xước nào. Về phần yên thì còn rất là mới các bạn ạ. Xe trang bị là 2 đĩa 9 lít 18 tốc độ, khung nhôm toàn phần, nhôm siêu nhẹ công nghệ của Java, tay lắc cũng Sora luôn, tất cả hai bên. Xe đang trong tình trạng hoạt động tốt. Mayo đằng trước là mayo bi vòng, mayo đằng sau là mayo côn màu đen và đằng trước là màu đỏ. Xe nó lai màu rất là đẹp. Bây giờ em sẽ đi vào test chuyển động của chiếc xe này, chuyển số và đo size cho các bác xem nhé. Bây giờ em sẽ vào chuyển số cho các bác xem. Chiếc xe này chuyển số rất là mượt mà. Bây giờ em sẽ chuyển lít này, bấm lên lít này, bấm phát nào lên phát đấy, bấm lên này, lên này, lên này, lên này, lên này. Đấy. Lên tất cả ta 9 lít là đều xuống này, đều xuống này, xuống này, xuống này, xuống này, xuống này. Rồi. Bây giờ em sẽ xuống đĩa cho các bác xem nhé. Đấy, xuống đĩa rất là mượt mà và chuyển động con này nói chung là ngon. Lên này, xuống này, mượt mà cực kỳ luôn. Các bác bấm thoải mái. Đấy, nhưng mà lưu ý là các bác là chỉ có chuyển một cái một lúc thôi nhé, không phải lúc cả lúc là chuyển từ cả đĩa cả lít là xe không chuyển được. Rất là bon. Bây giờ em do sai góc xe. Sai của chiếc xe này là gióng đứng này. Gióng đứng là 50 cm. Gióng đứng là 50 cm, còn gióng ngang ấy cũng là 50 luôn. Gióng ngang là 50, gióng đứng là 50. Thì chủ yếu là cái gióng này, cái sai này này phù hợp cho các bác là 1m68 đổ lên 1m75, còn cái gióng ngang này thì mình cũng là 50 luôn. Đó. Chủ yếu xe là phù hợp cho các bác tầm 1m68 đổ lên 1m75 thì là đi phù hợp Java hiệu ý. Vừa test chuyển động xong cái chiếc xe đạp đua Java Veloke, được trang bị khung nhôm toàn phần, nhôm siêu nhẹ của Java và một bộ group full Sora Shimano. Chuyển động rất là mượt mà, size thì là size đứng là 50, size ngang cũng 50 luôn. Đấy, thì nó sẽ phù hợp cho các bác từ 1m68 cho 1m75 gì đó. Các bác quanh 1m7 là các bác đi học, còn dưới trên 1m6 là hơi cao. Giá của chiếc xe em đang bán tại cửa hàng là 9,5 triệu bao ship toàn quốc cho các bác. Chuyển hết tiền, còn các bác đặt cọc thì em không bao cước được. Và nếu các bác quan tâm đến chiếc xe đạp này thì hãy nhắn Zalo cho em qua số điện thoại 0975 709 943.
Vâng, và cảm ơn các bác đã xem video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.